Nếu bây giờ mình đào hầm vàng của cha mẹ đã chôn giấu mà tiêu xài, thì sẽ gây sự giận ngó của hàng xóm. Có khi họ báo quan mình là kẻ trộm cướp thì phiền phức. Thôi mình giả dạng một người nghèo khổ làm mướn làm thuê mà kiếm sống, chờ thời cơ. Công tử ăn mặc rách rưới, cải trang kẻ bần hàn, đi khắp làng tìm việc làm. Có nhà kia thuê công tử làm việc đôn đốc công nhân, nhờ đó công tử kiếm sống được. Vi hành trong dân chúng, đi qua làng ấy, tình cờ vua nghe được giọng nói sang sảng của người đốc công. Nhà vua không nhận ra người ấy là công tử Kumbhakusaka, nhưng vua có biệt tài nghe âm thanh của người mà đoán biết vận mệnh của người ấy. Vua nghe tiếng nói của người đốc công và đoán chắc đây là người giàu có chứ không phải hạng bần cùng. Vua Bimbisara có người phi tần mà vua rất tin yêu. Trở về hoàng việt, vua nghe giọng nói của chàng thanh niên đốc công. Vua lệnh cho nàng phi tần cùng công chúa đi đến làng ấy, giả làm thường dân nghèo, đi kiếm việc làm để tiếp cận và điều tra thân thế của chàng thanh niên đốc công. Chàng thanh niên rất kín đáo và thận trọng, không để lộ thân phận. Bà phi tần và công chúa xin được công việc làm mướn và được sắp xếp sống chung nhà với Kumbhakusaka, lo giặt giũ, nấu ăn cho công tử. Dần dần, hai mẹ con bà phi cứ vài ngày, chàng công tử này lấy đồng tiền vàng đưa cho họ mua thức ăn. Họ nhận tiền của chàng, rồi bí mật gửi về đức vua, dùng tiền của vua cho mà mua thức ăn. Cứ thế, những đồng tiền vàng của chàng đã tiết lộ thân thế của chàng với đức vua. Vua Bimbisara khi nắm đủ bằng chứng, liền cho mời chàng thanh niên làm thuê ấy về hoàng cung thẩm vấn. Trước mặt vua, chàng đã khai nhận tên tuổi và gốc gác của mình. Vua hỏi chàng số tài sản cha mẹ chàng trong cái mẹ trước khi chết đã nói cho chàng biết, nên chàng trả lời cho đức vua. Vua truyền lệnh đến nhà của chàng và đào lên kiểm đủ số như vậy. Vua họp quần thần và dân chúng, công bố tài sản và phong cho công tử tước vị trưởng giả, đồng thời gả công chúa cho trưởng giả Kumbhakusaka. Xong việc, đức vua Bimbisara dẫn trưởng giả Kumbhakusaka đi đến ý kiến đức Phật. Nhà vua kể lại chuyện của Kumbhakusaka cho đức Phật nghe và ngợi khen nghị lực, trí tuệ và cách hành xử và đạt được danh vọng. Đức Phật nghe xong đã thuyết pháp cho trưởng giả Kumbhakusaka và đức vua nghe. Quả thật vậy, một người sống như thế gọi là người nuôi mạng hợp pháp. Nếu nghèo khổ mà không đi trộm cướp nhiễu hại dân làng, đó là sống lương thiện. Nếu có tài sản thừa tự nhưng thấy chưa phải lúc lộ diện là chịu khó đi làm thuê kiếm sống, luôn siêng năng, tỉnh giác và hành động biết cân nhắc, thì đến thời sẽ đạt đến địa vị danh vọng hợp pháp. Rồi Đức Phật nói lên kệ ngôn Uthanakwato Satimato, nỗ lực và chú ý, vân vân. Khi Đức Thế Tôn thuyết xong bài kệ, trưởng giả Kumbhakusaka đắc quả dự lưu và thính chúng tụ lợi lạc nhờ thính pháp. Chánh văn Dhammapada 24. Uthanakwato Satimato Suchikammasa Nisammakarino Sanyatasa Chadhammachi Vino Abhamatasa Yaso Pihwathati. Thích văn Uthanakwato, sở thuộc cách số ít nam tính của danh tính từ Uthana quanh túc, Uthana cộng quanh túc, có nghĩa là có tích cực đối với người siêng năng nỗ lực. Satimato, sở thuộc cách số ít nam tính của tính từ Satimantu, là từ Sati cộng Mantu, có ức niệm, có chú ý, đối với người có chú ý, người tỉnh táo, người bình tĩnh. Suchikammasa,
sở thuộc các số ít của danh từ hợp thể Suchikamma do từ Suchi cộng Kamma. Đối với người có nghề nghiệp trong sạch, việc làm trong sạch, Nisammakarino sở thuộc các số ít nam tính của danh từ hợp thể Nisammakari do từ Nisamma cộng Kari, nghĩa là đối với người hành động cân nhắc, hành động có suy nghĩ, làm việc thận trọng. Sanyatasa sở thuộc các số ít nam tính của tính từ Sanyata cùng đồng nghĩa Sanyata, quá khứ phân từ của Sanyamati do từ sở với người biết tự chế ngự, người biết kiềm chế. Dhammacivino sở thuộc các số ít nam tính của danh từ hợp thể Dhammacivi do từ Dhamma cộng Chivi, nghĩa là đối với người sống đúng pháp, người sinh sống hợp lẽ đạo. Appamattassa sở thuộc các số ít nam tính của tính từ Appamatta do từ Na cộng Pamatta, nghĩa đối với người không dễ vui, người không giải đãi, người không phóng túng. Yasso Phiwadhati hợp âm Yasso Apiwadhati. Yasso chủ các sở danh vọng, danh tiếng, thanh danh. Apiwadhati thì hiện tại ngôi thứ ba số ít của động từ Apiwadhati do từ Api cộng căn Wad cộng A, nghĩa là phát triển, tăng trưởng, tăng thịnh. Việt văn pháp cú 24, người nỗ lực bình tĩnh, tịnh nghiệp hành cân nhắc, tự điều sống theo pháp, không phóng túng dễ vui, danh vọng được tăng tiến. Chuyển văn Abhamattassa Yasso Uthanawatto Satimatto Suchikano Sanyatassa Chadhammacivino Apivadhati. Danh vọng của người không dễ vui là người siêng năng, tỉnh táo, nghề nghiệp lương thiện, hành động cân nhắc, biết kềm chế, nuôi mạng đúng pháp, ắt tăng thịnh. Lý giải, Đức Phật thuyết bài kệ này để khen ngợi và xác chứng địa vị trưởng giả, xế thí của thanh niên Kumbhakosaka. Một người có cách xử sự khôn ngoan nên được danh vọng. Kumbhakosaka lâm vào hoàn cảnh khó xử. Gia tài của cha mẹ để lại cho chàng, nhưng anh ta không thể ngang nhiên thừa hưởng. Khi mà dân làng đã bỏ quê nhà đã 12 năm, nếu tự dưng có anh chàng lạ mặt đến nhà của phú ông đào bới tìm kho tàng, thì dân làng sẽ vu khống anh ta là kẻ trộm. Thế là bằng sự khôn ngoan, Kumbhakosaka đã đi làm thuê, cần cù làm việc, bình tĩnh sống kiềm chế bản thân, nuôi sống hợp lẽ đạo với hành động biết cân nhắc, không sao lãng. Nhờ vậy mà cuối cùng địa vị và tài sản của tổ phụ cũng thuộc về chàng ta một cách danh chánh ngôn thuận. Bởi đức tính này đã đem lại danh vọng cho thanh niên Kumbhakosaka, đó là siêng năng Uthana, bình tĩnh Satima, nghề nghiệp lương thiện Suchikamma, hành động biết tự kiềm chế Sanyata, nuôi sống hợp pháp Dhammacivi và không dễ vui Appamatta. Bảy đức tính này cũng là đức lành, là pháp hảo, đúng cho người tu tập hành theo. Người tại gia hành theo bảy đức tính lành ấy sẽ thành tựu lợi ích cho hàng tại gia. Bậc xuất gia hành theo bảy pháp hảo này sẽ thành tựu lợi ích cho hàng xuất gia. Biên soạn giáo trình tùy theo tệ siêu, như con xin được đọc bài kệ thỉnh pháp sư. Thuở Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mạng túc khai, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa vương cao, đóa lạ mặt hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau.
Vì bí mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phủ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương. Hoằng khai giáo hóa mở đường độ sinh, bởi cứ tích sự tình ngày trước. Tại Phạm Thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp nói đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh như lai. Chúng con cũng thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhaya. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tổ Minh Hạnh, Thượng Tổ Ấp Tân, cùng chư Tụng Đức có mặt trong rừng. Tân chào tất cả quý bà, quý cô, tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu lễ số thứ hai, Appamada Vagga, phẩm không dễ vui, tức là bài kệ Pháp Cú 24. Bài kệ Pháp Cú 24 này có nhiều điều lợi lạc cho chúng ta khi mà chúng ta đọc kỹ vì duyên sự và chú giải. Mỗi một ngày, mỗi một tuần chúng ta học hai. Nhưng nếu mà chúng ta thuộc lòng cả về Pali, nghĩa Việt và ý nghĩa, nghĩa lý của bài kệ đó, thì không bao lâu chúng ta sẽ có được một vốn trí tuệ ở trong Phật Pháp rất là quan hỷ. Đó là cái cách mà chúng ta học Phật Pháp. Vì nghĩ đến lợi ích này cho nên đề nghị với Hòa Thượng Nhất Đẳng là để chuyển qua học Pali Pháp Cú. Nó sẽ có lợi ích hơn là khi mà chúng ta học về phản ứng Pali. Người cư sĩ chúng ta học phản ứng Pali đó, chúng ta học rồi chúng ta làm bài tập để vậy thôi, nhưng mà không biết phải để làm cái gì. Bởi vì chúng ta không có dịch kinh chú giải để làm gì, chú giải Pali hay là chúng ta dịch kinh Pali để làm cái gì. Cái chuyện đó thì chư tăng đã làm. Cho nên khi mà chúng ta học Pali Pháp Cú thì cái điều này sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta.
Nếu mà quý vị muốn biết cái từ, muốn biết mỗi mỗi từ ở trong cái câu kinh Pháp Cú ý nghĩa như thế nào, thì chúng ta xem cái phần tích văn. Còn nếu mà chúng ta học bài kệ thì chúng ta xem cái phần chánh văn. Muốn tìm hiểu cái nghĩa văn xuôi đó thì chúng ta sẽ xem cái phần chuyển văn. Mà chúng ta nên nhớ là cái phần chuyển văn đó là khi mà sắp xếp lại bài kệ thành văn xuôi thì sẽ quán đổi cái vị trí của các từ trong câu kệ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học thuộc lòng câu Pháp Cú thì chúng ta đừng học thuộc lòng cái câu Pali chuyển văn, và chúng ta học câu Pali chính văn. Uthanavato satipato suchikammasa nipsammakarino sanyatasaka thamacha chivino apamattasa yasofi watati. Chúng ta học như vậy thì cũng hay lắm, thú vị. Thì hôm nay chúng ta học cái bài kệ này đó, là nói về cái câu chuyện của thanh niên Cơm Tắc Khô Sắc Cá. Đọc qua duy sự, dù đã tóm lược nhưng mà chúng ta vẫn rõ biết được cái tình tiết của câu chuyện. Chúng ta cố ý là làm cho nó rõ cái tình tiết của câu chuyện để mà dẫn nhập cho cái bài kệ. Chàng thiếu niên biết thân biết phận, đã bỏ quê nhà lánh nạn dịch bệnh trong suốt 12 năm. Rồi khi trở về nhà cũ của cha mẹ mình, cha mẹ đã dặn là có cái số tài sản có 400 ngàn tiền vàng được chung giấu ở dưới nền nhà. Đã suy nghĩ bây giờ mình đã lớn rồi, thay hình đổi dạng, hồi đi thì còn bé, mới có cỡ khoảng chừng 10 tuổi thôi. Nhưng mà khi mà trở về thành một chàng thanh niên 20 mấy tuổi rồi thì thay hình đổi dạng như thế, dân làng dịch không ra. Và nếu bây giờ mình ngang nhiên đào xới cái nền nhà để mà lấy tiền xài đó thì người ta nói rằng mình là tên trộm. Nghĩ vậy, chàng thanh niên Kumbhasuk Khosaka đã tạm thời là một người dân tứ xứ đi đến cái ngôi làng này và đi làm thuê làm mướn chờ cơ hội. Đến khi mà đức vua Bimbisara đi vi hành xuống dân chúng thì lúc được nghe cái giọng nói của chàng Cầm Trận Khô Sắc Cá thì vua có cái đề tài chỉ nghe tiếng nói thôi, nghe âm thanh là biết người đó là vận mệnh tốt xấu như thế nào. Cho nên sau đó đức vua liền cho người phi tần
và vua sùng ái và tin tưởng và dẫn theo con chúa bé nhỏ đi theo. Sau khi đã thân quen, lấy được niềm tin thì dần dần họ đoạn thật của chàng thanh niên cùng với sụp khô sạc cá. Thì lúc bây giờ vua cho người đi đến theo lời khai của khô sạc cá để đào cái nền nhà lên và lấy những cái châm tiền vàng lên và đếm đủ cái số tiền như là anh ta đã khai. Và do vậy Đức Vua xác nhận cái lai lịch của anh ta là con của nhà trưởng giả đã qua đời cách đây 12 năm. Và vua đã phong cái danh hiệu là Mahasethi, đại trưởng giả. Và cái sự việc này đã được đem đến Đức Phật. Và một lần nữa Đức Phật Ngài cũng đã xác chứng anh ta là một người thật sự là con của Bá Hộ đó. Và Ngài đã thuyết lên cái bài kệ trí tuệ. Và nay cái danh vọng được danh chánh ngôn thuận. Và thưa quý vị, ở trong bài kệ này Đức Phật Ngài đã nói lên 7 cái đặc điểm hay là 7 cái đức tính của một người khôn ngoan. 7 cái đức tính này đã đem lại danh vọng cho thanh niên Cùng Pháp Khô Sạc Cá. Một là siêng năng thành nát tim ma, ba là nghề nghiệp lương thiện xuất chi cầm mắt, bốn là hành động cân nhắc đi samakari, năm là biết tự kiềm chế sanyata, sáu là nuôi sống hợp pháp, bảy là không dễ vui appamatta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 7 cái đức tính này. Có lợi ích nhưng mà cũng vẫn có lợi ích cho những bậc xuất gia. Chỉ có điều là ý nghĩa nó khác nhau một chút thôi. Thưa quý vị, thứ nhất là siêng năng Uthana. Một người cư sĩ mà có cái sự siêng năng cần cù, không có ý lại vào tiền bạc tài sản mà lười biếng, chỉ biết ngồi đó mà ăn hưởng thì người cư sĩ có sự siêng năng đó, Đức Phật gọi là có lợi ích hiện tại. Như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật giải về 4 cái pháp lợi ích hiện tại để thất thâm mắt tháp lợi ích hiện tại
cho người cư sĩ Uttanasamada, tức là có cái sự chăm chỉ, siêng năng, tháo phát trong cái nghề nghiệp. Thì ở đây đó, thanh niên Kosaka mà cha mẹ để lại nhưng mà anh ta không có ý lại, anh ta dùng cái công sức của mình đi làm thuê làm mướn chứ không ý lệ tài sản đã có. Anh ta siêng năng nỗ lực, ai thuê cái việc gì cũng làm. Nhờ vậy mà anh ta, một là che giấu được thân phận, không đúng lúc thì không có lộ diện. Thứ hai nữa là trong cái thời, với cái sự cần cù chăm chỉ, anh ta đã trở thành một người có cái đức tánh siêng năng mà một người gia chủ phải có. Người Hoa đó thú vị, mặc dù họ có cái tiệm buôn nhưng mà con cái của họ lớn lên, họ không có để cho con cái đã thừa hưởng cái tiệm buôn đó đâu, bởi vì từ nhỏ lớn nó sống ở trong cái sự sung túc tiền của thì nó sẽ phá sản. Người cha người mẹ đó mới gửi cho nó đi làm thuê làm mướn, hay gọi là đi ở đợi cho cái tiệm buôn khác. Và rất là nghiêm khắc, không có cho nó ỷ lại cái tài sản tiền bạc ở nhà mà phải đi làm để kiếm sống. Và khi nó đi đến làm thuê làm mướn cho cái tiệm buôn khác đó, một là nó học hỏi được nhiều kinh nghiệm buôn bán để sau này nó về nó thừa hưởng cái tiệm nó đã có được cái bản lĩnh rồi. Thứ hai nữa là đi làm thuê là mướn có được đồng tiền, nó mới quý trọng cái đồng tiền đó, vì sau này khi mà làm chủ một hiệu buôn thì nó mới biết quý trọng cái đồng tiền. Người Hoa họ có quan niệm như vậy, cho nên đa phần hồi xưa đó là con cái của họ đều thành công hết, cứ cha truyền con nối cứ như vậy, chứ không phải giống như cái người Việt của chúng ta, cha mẹ giàu có thì bắt đầu cưng con như con đua đòi cái gì thì cũng chiều theo hết ấy. Thế là con lớn lên thì nó hư, cha mẹ mà qua đời để tài sản cho nó ăn cũng sạch nghiệp thôi, nó cũng không làm được việc gì, bởi vì nó đã lừa biếng nó quen rồi, ăn ở không quen rồi. Cho nên ở đây cái điều thứ nhất ở thành á, cái đức tánh thì cũng hay như thế quý vị. Riêng về cái người tại người xuất gia đó thì cái pháp của Uttanavato, Uttanava là điều rất cần. Người xuất gia thì không phải siêng năng làm nghề nghiệp, nhưng mà đối với bậc xuất gia đi vào xuất gia mà có cái sự tinh tấn nỗ lực pháp học hay là pháp hành thì vị đó sẽ nên người. Khi mà tu càng ngày càng thâm niên, tuổi hạ càng cao thì phải giỏi mới được. Kinh nghiệm trong cái việc tu tập mà dỗ dang ở trong cái vấn đề kinh điển tâm tạng thì như vậy mới có thể
làm cái chỗ nương tựa cho cái đoàn hậu tấn. Còn nếu mà xuất thì chỉ biết sống nhờ vào cái sự cúng dường hộ độ của người cư sĩ, nhưng mà hoàn toàn biến nhát, không có chịu học, không có chịu hành, cứ là tu lâu thành sư phụ, sau này chỉ là làm được sư có cái bộ mã để mà giữ chùa, để mà xách dèm đi cho tăng thôi. Thì như vậy giáo pháp sẽ bị biến mất. Cho nên cái pháp thứ nhất cũng rất cần thiết cho cái người xuất gia. Cái pháp thứ hai gọi là Satipa. Chữ Satipa ở đây đúng nghĩa là người có chánh niệm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu dịch là chữ ức niệm hay là chánh niệm nó có tính cách chuyên môn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chữ Satipa, Satipantu là người có cái sự tỉnh táo, người có sự bình tĩnh, nghĩa là có cái trí nhớ đầy đủ, sáng suốt, làm cái gì cũng biết rõ mình đang làm cái đó. Thì đối với người tại gia cư sĩ đó thì không có lơ đễnh, không có quên lãng, không có lẩn thẩn. Thì như vậy sẽ giúp cho người cư sĩ đó họ gìn giữ tài sản được tốt, như ở trong cái bài kinh Đi Khai Cha Núng về cái chi pháp thứ hai lợi ích cho người tại gia cư sĩ đó. Lợi ích hiện tại cho người tại gia cư sĩ là Đức Phật đã dạy Anuraksha Sampada, tức là ngoài cái việc mà tinh tấn siêng năng tạo dựng tài sản ra, cái điều thứ hai nghĩa là vị đó phải biết cách gìn giữ tài sản đã có, đừng để cho thất thoát. Để giữ được tài sản là người đó phải có cái sự tỉnh táo luôn khi, gọi là có niệm. Bây giờ chúng ta ra đường đi đến chỗ đông người, chúng ta mang theo tiền bạc ở trong túi, ở trong giỏ, mà mình đi mình lo, mình nhìn chỗ này ngó chỗ kia, cái tâm lơ đễnh phóng dật như vậy đó, thất niệm như vậy đó, lúc đó kẻ trộm nó rọc giỏ để nó lấy tiền, hồi nào không hay nó cướp lấy tài sản, hồi nào không biết, đến lúc đó mình sầu muộn. Cũng như ở trong nhà vậy, nhà có tiền bạc có tài sản mà lại lơ đễnh, cửa nẻo không có đóng, quên đi, khi mà đi ra ngoài thì không có khóa cửa nhà lại, không có cẩn thận, thất tài sản thì đến chừng nó hao hụt, nó mất đi thì lúc đó mình sầu muộn. Cho nên người cư sĩ phải hết sức là tỉnh táo ở trong cái việc mà gìn giữ tài sản đã có. Ở đây cái từ Satipa là quan trọng, là Đức Phật ngài dạy rằng trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật ngài dạy vị tỳ kheo thế nào gọi là vị tỳ kheo có chánh niệm, tức là có chánh niệm khi đứng, khi nằm, khi ngồi, có chánh niệm khi đắp y, khi mang bát, khi ngó tới ngó lui, có chánh niệm khi đại tiện tiểu tiện, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng có cái sự ghi nhớ biết mình. Thì như vậy đó, cho cái vị tỳ kheo đó ngăn chặn được những cái phiền não nó sanh khởi,
ở trong bốn cái điều giới gọi là tứ thanh tịnh giới của một xuất gia, trong đó có cái gọi là Indriya Samvara Sila, tức là cái giới thu thúc lục căn. Thì ở đây giới thu thúc lục căn được thành tựu là do nhờ có chánh niệm, do Satya, do nhờ có niệm. Khi vị tỳ kheo mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, vị đó có chánh niệm, thấy biết là thấy, nghe biết là nghe, ngửi biết là ngửi, nếm biết là nếm, xúc chạm biết là xúc chạm, suy nghĩ biết là suy nghĩ. Khi có chánh niệm như vậy, vị này không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng. Và nhờ như vậy cho nên tham ái ưu vi không sinh khởi, do vị này phòng hộ được. Cho nên ngài Sariputta ngài cũng có nói cái chỗ đó. Tức là trong tứ chánh cần đó, cái gọi là thận cần Pahana, Pathana, Sankara Pathana, thận cần, tức là tinh tấn ngăn ngừa những ác và thiện pháp chưa sanh đừng cho sinh khởi, đó là vị tỳ kheo có chánh niệm thu thúc các căn. Nhờ như vậy mà phiền não nó không có đột nhập khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, khi suy nghĩ. Cho nên đối với bậc xuất gia, như vậy cái pháp thứ hai này, cái đức tánh thứ hai này vẫn có lợi ích cho cái người tại gia và người xuất gia luôn. Nhưng mà Đức Phật hành thuyết ở đây đó, vì đề cập đến cái trường hợp của thanh niên Cấm Đạt Khô Sa Cá, ngài thuyết vậy. Và thứ ba gọi là nghề nghiệp lương thiện, cư sĩ, thì chữ xuất chi cầm mắt ở đây tức là mình làm cái nghề không có tội lỗi, anh nói với chất cầm ma đi. Chỉ xuất chi cầm ma ở đây là chúng ta phải hiểu anh nói với chất cầm ma đi. Mà ở trong kinh Mangkala Sutta, Đức Phật này dạy Đà nành chất thamma charaya chất nhạc tất cả nành chất sang gà hô anh nói với chà ni cầm ma đi. Ý tâm mạng là bố tâm mạng. Thì ở trong bài kệ đó, bố thí hành đúng pháp, tiếp độ quyến thuộc, làm những cái nghề vô tội, thì đó là cái pháp trí tường. Ở đây đối với người cư sĩ thì những cái nghề nghiệp mà vô tội, những cái nghề nghiệp mà lương thiện đó, như là những nghề nghiệp nào không phải sát sanh, không phải trộm cắp, thì những nghề nghiệp đó là nghiệp vô tội. Lại nữa, nghề nghiệp của người cư sĩ nó không ảnh hưởng đến cái
cái việc làm hại người khác bằng thân hành hay bằng khẩu hành thì như vậy gọi là xúc chi cầm mắt. Thanh niên cầm phát khô sạc cá. Mặc dù là công tử, con của nhà Bá Hộ, nhưng mà bây giờ để che giấu thân phận của mình, và phải sống lương thiện bằng cách là đi làm thuê mướn. Làm thuê mướn cũng là một cái việc làm trong sạch, lương thiện thưa quý vị. Mình không có đi gian tham, không có cướp giật của ai, không có trộm cắp của ai, không có lừa gạt của ai. Là bằng cái công sức của mình để đổi lấy đồng tiền, để đổi lấy bắp gạo mà ăn. Thì đó là cái hành động lương thiện. Xuất gia đó, thì chữ xuất chi cầm má, cái hành động thanh tịnh ở đây đó, là vị này luôn luôn có cái sự phản tỉnh về thân hành, khẩu hành, vẫy hành, như ở trong bài kinh Rahuluvada Ambalatika, Rahuluvada giáo giới rầu la tại Ambalatika. Đức Phật ngài dạy tôn giả Rahula khi con đã làm cái thân hành gì nói, đã thực hiện cái khẩu hành gì, hay là đã thực hiện cái ý hành gì, thì nó phải phản tỉnh xem có cái hành động đã làm, lời đã nói, cái tư tưởng đã suy nghĩ, nó là thiện hay là bất thiện, nó đưa đến cái sự hạnh phúc hay đau khổ, được người trí tán thán hay là người trí của trách. Sau khi phản tỉnh lại, quan sát ấy, mà nếu thấy cái hành động đã làm, lời nói đã nói, tư tưởng đã và đưa đến sự an lạc, được người trí tán thán, thì như vậy con nên quan hỷ ngày đêm trong thiện pháp. Còn nếu mà xác thấy cái hành động đã làm, lời đã nói, tư tưởng đã suy nghĩ mà nó là bất thiện, là nhân đưa đến đau khổ, bị người trí quở trách, thì con phải phát lộ, phải sám hối với vị thầy hay là bạn đồng có trí, bạn đồng phạm hạnh có trí, để không về. Đối với thân hành, khẩu hành, ý hành, đang thực hiện, mà nếu sau khi vãng tỉnh xác thấy cái thân hành, khẩu hành, ý hành đang thực hiện đó mà nó là thiện, là nhân đưa đến sự an lạc, được bậc trí tán thán, thì như vậy cũng phải tiếp tục làm, tiếp tục nói, tiếp tục suy nghĩ. Còn nếu mà thấy đó là bất thiện, là nhân đưa đến đau khổ, bị bậc trí của trách, thì không có nên tiếp tục làm, không có nên tiếp tục nói, không nên tiếp tục suy nghĩ. Rồi đến cái thân hành, khẩu hành, ý hành sẽ làm, sẽ nói, sẽ suy nghĩ. Trước khi làm, trước khi nói, trước khi suy nghĩ phải suy xét. Nếu thấy là thiện thì nên thực hiện, nếu thấy đó là bất thiện thì không nên thực hiện. Cái cách tu tập để làm cho, để làm cho cái hành động thanh tịnh tốt đẹp, xuống chỉ cầm mắt.
Nó là như vậy thôi. Cho nên cái chi phần này, cái chi phần thứ ba này sĩ mà cũng có lợi cho bậc xuất gia, nếu bậc xuất gia làm đúng theo như vậy. Và thứ tư là cái hành động cân nhắc gọi là đi Samakari. Người cư sĩ ở bên ngoài họ được thành công trong cái nghề nghiệp, trong cái công chuyện của họ là nhờ họ hành động, làm cái việc gì họ cũng biết cân nhắc suy tư mới làm, thấy có lợi mới làm, thấy bất lợi thì không nên làm, thấy nó vô hại thì không làm. Ở đây thưa quý vị, giống như con chim sẻ, những con chim khi mà nó đáp xuống đất bằng và nó đi tìm mồi nó ăn, nó không có cắm đầu cắm cổ để mà nó mổ nó ăn, mà nó mổ ngẩng đầu lên để nó quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì hay không. Do đó cho nên dù cho nó đang ăn như vậy nhưng mà hễ có tiếng động thì nó liền phát hiện và nó bay đi để nó tránh cái sự nguy hiểm đó. Thì con người chúng ta trong cuộc sống như vậy, chúng ta phải biết hành động cân nhắc, chứ không phải là chúng ta nghĩ sao chúng ta làm. Nếu mà chúng ta không có sự cân nhắc đó, thì thưa quý vị, có đôi khi chúng ta bị sai lầm rồi nó đưa đến cái hậu quả nó không có tốt. Đối với bậc xuất gia thì cái hành động cân nhắc ở đây chứ được gọi là Dipako. Dipako ở đây tức là có cái sự thận trọng bằng tỉnh giác Sampajanya, tức là có sự hiểu biết bốn điều Sampajanya hay là tỉnh giác. Đối với vị xuất gia, cái vị mà tu tập đó, một là tỉnh giác đối với điều lợi ích và không có lợi ích, sắp thái sắp cái nhá. Khi mà làm cái gì, hành động gì, nói lời gì, suy nghĩ cái gì cũng phải có sự tỉnh giác, xem có hành động đó có lợi hay là bất lợi, lợi hay là bất lợi, cái tư tưởng đó lợi hay là bất lợi, rồi mới làm, mới nói, mới suy nghĩ. Đó là cái sự tỉnh giác thứ nhất. Cái sự tỉnh giác thứ hai gọi là Sapayasamacchaya, tức là có thích hợp hay không thích hợp, phải có sự tỉnh giác. Như đối với một vị tỳ kheo, khi mà đi đến một cái nơi nào đó thì phải có sự tỉnh giác, cái nơi này có nên đến hay là không nên đến. Đi đường, vị tỳ kheo muốn ghé vào cái quán để uống nước thì ở trong đó họ có để là có bán rượu, bán bia chẳng hạn, thì cái vị tỳ kheo nên hiểu rằng cái này là avuchara, tức là phi hành xứ, mình không nên đến. Dầu cho mình không uống,
mình mua cái thứ khác uống, nhưng mà đi vào trong đó người ta cũng đánh giá này. Hoặc là đối với vị xuất gia mà đi tham quan thì những cái chỗ rừng núi, chùa chiền, đền miếu, những cái di tích thì nên đến cái chỗ đó thì đi đến được, không sao cả. Nhưng mà chúng ta là vị xuất gia, chúng ta phải có sự thận trọng, cân nhắc khi mà chúng ta đi đến một cái bãi biển mà nhiều người họ tắm, nhất là nữ nhân họ đi đến họ tắm ở đó, họ mặc những cái bộ đồ bikini chẳng hạn, thì như vậy là không nên, vị xuất gia không nên đến đó, không đi vào quán rượu, không đi vào nhà điếm, không đi đến cái chỗ công cộng, cái chỗ bãi tắm công cộng thôi thôi, mấy cái chỗ đó là phải hành động cân nhắc trước khi chúng ta đến. Cái này cũng có lợi chứ đâu phải vừa vãi được. Rồi thứ năm á, là biết tự kiềm chế, gọi là sanyata. Chữ sanyata ở đây nó từ cái động từ gọi là sanyamati. Sanyamati đối với người cư sĩ cũng như là người tại gia như vậy, người tại gia cũng như người xuất gia, người cư sĩ, người nào mà biết tự kiềm chế được thì người đó mới đạt đến cái đức tánh tốt. Kiềm chế như thế nào? Khi mà tham sân khởi kiềm chế được, không có biểu lộ ra cái hành động lời nói. Sân sinh khởi biết kiềm chế được, tham sân si sinh khởi, nếu mình không kiềm chế thì nó sẽ dẫn đến cái chỗ hành động thân ác khẩu ác ý ác. Cái đó chúng ta phải biết chế ngự, phải biết kiềm chế, nhất là đối với bậc xuất gia. Cho dù rằng cái buổi cây tăng đó người ta cúng dường những cái thực phẩm ngon, hợp với khẩu vị, nhưng mà vị tỳ kheo khi ăn phải quán tưởng và phải biết tự kiềm chế, ăn vừa đủ để nuôi sống trong ngày, chứ không nên vì thấy món ăn ngon rồi vị đó lại ăn đến no mà phải mở dây lưng, tháo dây lưng cho nó, tức là luôn luôn phải biết tự kiềm chế. Người cư sĩ ở bên ngoài họ có khi họ nóng giận, họ có thể thốt lên những cái lời nói văn tục hay là chửi rủa cự cãi, nhưng mà đối với bậc xuất gia thì phải biết tự kiềm chế. Chúng ta phải học theo gương của những bậc như là tôn giả Sariputta chẳng hạn. Ngài luôn luôn, ngài bậc A-la-hán thì ngài tự kiềm chế, cái đó chúng ta đương nhiên rồi, nhưng mà chúng ta phải học theo cách đó. Ngài đang đi rất thực, một nghĩ rằng nghe nói cái vị tôn giả này có cái sự kiềm chế rất hay, ta hãy thử vị đó. Chúng ta đi rình ở phía sau, chúng ta đấm một đấm ở trên lưng của tôn giả, nhưng mà ngài cũng bình tĩnh, cũng bình thường, rồi ngài đi tới. Nhưng mà ngài chỉ nói rằng cái gì vậy, rồi ngài đi tới. Thì những người dân chúng, những dân chúng ở gần đó
những người dân gần đó họ thấy được cái cảnh tượng này, họ phẫn nộ với Bà La Môn đó và họ bao giờ. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nghe tiếng ồn đó, Ngài quay lại và Ngài hỏi họ sao mà hành hung ông Bà La Môn đó. Thì họ mới nói rằng ông Bà La Môn này vô cớ mà đánh Ngài. Thì Ngài nói rằng ông ta đánh ông Bà La Môn đánh ta chứ đâu phải đánh các ông đâu, mà cả ông hành hung. Ngài kêu họ giải tán. Thì ông Bà La Môn lúc bây giờ thấy cái thái độ kềm chế của Ngài Sa-đu-tá, ông ta phục lắm. Và ông ta đã quỳ xuống đảnh lễ xin sám hối Ngài và trở thành một cận sự nam trong Phật giáo Quy Tâm Bảo. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái hơn nhau ở chỗ là người biết kềm chế là người không biết kềm chế. Một người mà gặp chuyện bất bình Săn tay áo vươn mình sắp tới la hét chửi rủa, cái đó là cái dũng của bậc thất phu. Còn đối với người có cái sức mạnh tinh thần thì vị đó vẫn điềm nhiên, biết kềm chế bản thân mình, không để cho nó điều khiển mất lý trí để hành động, mất lý trí để nói những lời mất lý trí. Thì như vậy cái cách đó là cái cách của các bậc hiền trí. Và bậc xuất gia cái điều này rất là quan trọng, quan trọng hơn cả người cư sĩ. Người cư sĩ không có tự kiềm chế được thì người ta không có kiểm trách nhiều, nhưng mà đối với bậc xuất gia mà không tự kiềm chế được thì người ta sẽ khiển trách nhiều. Thưa quý vị, tu tập hơn nhau ở chỗ đó. Và cái pháp thứ sáu đó, trong bài kệ này Đức Phật hành khi mà nhắc đến thanh niên công tử Cung Pháp Khô Sắc Cá, thì Đức Phật kể đó là người tốt, luôn luôn nuôi mạng, nghĩ đến cái chuyện mà nuôi mạng một cách hợp pháp, một cách chân chính. Bây giờ ở không mà đào tài sản của cha mẹ để lại, lấy tiền để mà mua thức ăn mà ăn, xài phủ phê đó. Thì như vậy đó cũng là cách tu sống hợp pháp, vì tài sản của cha mẹ anh ta mà. Nhưng mà ta không làm như vậy vì muốn che giấu thân phận, cho nên anh ta luôn sống bằng cách gì? Anh ta không có đi lừa gạt hay đi cướp gì của ai, mà anh ta phải đi làm thuê làm mướn. Cái này là nuôi mạng một cách chân chính. Đối với người tại gia cư sĩ đó, trong những cái nghề chánh mạng, những cái nghề như là buôn bán người thú, hay là đi buôn bán thịt sống, rượu, buôn bán khí giới, buôn bán thuốc độc, những cái đó là cái sự nuôi sống tà mạng của người tại gia cư sĩ. Đối với bậc xuất gia thì cái sự nuôi mạng chân chánh nó còn phải chặt chẽ kỹ lưỡng hơn nữa. Ở trong bốn cái pháp gọi là tứ thanh tịnh giới của bậc xuất gia đó, thì trong đó có pháp gọi là Acchi Bát Parisuddhi Sila, là nuôi mạng,
trong sạch, giới ngưu mạn trong sạch. Vì cái sự nuôi sống bản thân mình mà đi khoe pháp bậc cao nhân như là thiền định, đắc thiền định, đắc đạo quả mà mình chưa có, chưa cần chứng. Ngày xưa có nhiều vị tỳ kheo sống tà mạng để khách, là bây giờ đối với dân chúng thì họ rất là ngưỡng mộ, ái kính và họ quan hệ cúng dường cho những vị sa môn và la môn mà những vị tu hành đắc pháp. Cho nên có một số vị tỳ kheo tà mạng đi nói ướm, đi khoe với người khác mình đã được, cái điều đó là không nên. Rồi vị tỳ kheo cũng không nên làm bộ tịch giả dối để lường gạt người khác. Bình thường thì không có thu thúc, nhưng mà hễ thấy có Phật tử thì nam tín nữ nào mà họ đi đến chùa để làm phước, ngày hôm đó có phục lễ thì đắp y vào cho trang nghiêm, giúp y cho thẳng thớm, đi tới đi lui có vẻ như trang nghiêm, mắt nhìn xuống, chỉ thỉnh thoảng mới liếc qua một cái thôi. Nhưng mà cái liếc đó đó, nếu mà người trí mà họ để ý, họ nhìn, họ sẽ đánh giá được, vì đó chỉ là cái sự thu thúc cò thôi. Cái cách là một cái cách tà mạng. Hoặc là người xuất gia mà định vợ, vị tỳ kheo mà định vợ những đại gia cư sĩ, khen ngợi họ, rồi khi mà họ đến thì chào hỏi, cười một cách thân tình, rồi họ muốn làm cái gì thì vị tỳ kheo đó lại đi đến làm thế cho, vân vân. Cái trường hợp này nó kỳ lắm thưa quý vị. Đức Phật đã dạy cái đó là cái tà mạng, cái đó là sự nuôi hăm dọa, cái mà dọa hẳm người khác cũng là cách sống tà mạng. Thí dụ vụ vị tỳ kheo làm như là mình biết cái chuyện tương lai sẽ xảy ra gì đó, cái gì, nhìn người cư sĩ đó mới nói là năm nay là tháng đó sẽ có sự xua rủi vân vân, bây giờ phải ráng làm phước đi để mà cho nó qua khỏi cái tăng lề vân vân. Đó cũng là cái cách dọa làm cho người ta sợ hãi, mà người ta cúng dường, người ta cung phụng mình. Và một điều vô lợi, ngoại trừ trường hợp là vị tỳ kheo có cái sự thân thiết với người tại gia cư sĩ muốn tiếp độ họ, rồi có những cái món quà tặng về pháp chẳng hạn thì khác. Còn cái trường hợp này vị tỳ kheo lấy lời tu lợi như thế này, ví dụ như người cư sĩ khi họ dẫn con cái của họ đi vào, con cháu của họ đi vào chùa trong cái dịp đầu năm đầu tháng, vị tỳ kheo chịu khó bỏ ra chút ít cho con cháu của họ một hộp kẹo hoặc là một cái phong bì lì xì, ít ít thôi thưa quý vị. Rồi những người cư sĩ đó họ thấy như vậy đó, cái họ nghĩ rằng cái vị tỳ kheo này lì xì cho con cháu của mình, vậy mình hãy cúng dường cho vị tỳ kheo đó. Thế là họ để vào thờ. Đương nhiên họ không phải cúng dường bằng bao lì xì nhỏ nhỏ, mà họ để đậm hơn chút xíu, thì cái đó là lấy lợi câu lợi vân vân. Tất cả những cái đó đó đối với đời sống của người xuất gia là hoàn toàn phải tránh, hoàn toàn phải tránh.
Chú kệ pháp cú này chỉ dành riêng cho người tại gia cư sĩ không đâu. Và cái điều thứ bảy là cái sự không dị vui apamatta. Sáu pháp kia đó, nếu mà vị nào sống đúng, siêng năng, có chánh niệm, hành động vô tội, việc làm cân nhắc, biết tự kiềm chế, nuôi sống hợp pháp, thì như vậy được gọi là một vị. Mà trong cái phẩm không dị vui này đó, là Đức Phật này đã dạy rất nhiều bài kệ liên quan đến các pháp. Như là trong cái câu đầu Đức Phật nói là Appamado Amatang Padang Appamado Machuno Padang Appamatta Namijanti Yepamatta Yathamatta. Không dễ vui lộ bất tử, dễ vui đạo tử vong. Người không dễ vui chết rồi. Bởi quả thân vị, cái người sống dễ vui là người quên mình. Họ không có nhận thức được cái tốt cái xấu, cái sự an toàn hay là cái sự nguy hiểm, họ không phân biệt được. Cũng giống như một người đã chết ấy, thì để đó dầu cho người ta có đưa lên giàn quả, người ta thiêu hay là người ta chôn xuống đất, hoặc là người ta quấn vải lại người ta bỏ trong rừng, thì cái tử thi không biết gì hết, người đã chết rồi. Cái người sống dễ vui ấy, là người như đã chết rồi. Không dễ vui được Đức Phật ngày 8 tháng ngày khen ngợi Appamadang Pasansanti bậc ký hằng 8 tháng cái sự không dễ vui. Thì ở đây cái pháp không dễ vui đó, nó là một pháp đa tác dụng. Appamado kusale sutthambe eko thammo bahukaro. Cho nên bảy đức tánh này, bảy cái đức lành này mà Đức Phật dạy trong cái bài kệ đó, mặc dù Ngài dạy để Ngài 8 tháng về một con người như là công tử Kumbhakosaka, như vậy mà danh vọng được tăng trưởng. Chú giải thích có liên quan đến đời sống vị xuất gia. Mặc dù vị xuất gia không cần phải có danh vọng tăng trưởng, nhưng mà khi bậc xuất gia sống có đủ bảy cái đức lành đó, đó thì sẽ là cái bậc khả kính cho các bạn đồng phẩm hạnh. Và làm chỗ nương cho các bạn đồng phẩm hạnh. Có những vị tỳ kheo mới xuất gia hay là những vị sa di mới, thì vị đó sẽ nhìn vào cái tấm gương của một vị tỳ kheo có đầy đủ bảy cái đức lành này, để mà họ cảm thấy có cái chỗ nương tựa tinh thần là cái bốn mắt.
Bởi vì nếu như sống ở trong chùa một vị tỳ kheo trưởng lão mà không có những cái đức lành như vậy đó, thì sẽ không có làm chỗ nương tựa, không làm bóng mát, không làm tấm gương sáng cho các vị tỳ kheo hay là các vị sư di ở trong chùa được. Bởi thế cái bài kệ này nó vừa lợi ích đến cho người tại gia cư sĩ. Sau khi Đức Thế Tôn này thuyết xong bài kệ này thì công tử Cung Pháp Cô Sát Tán đã chứng quả dự lưu, trở thành một vị thánh đệ tử trong Phật giáo. Bài kệ có lẽ là như vậy. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là mỗi ngày chúng ta, mỗi một tuần chúng ta có học hai ngày về Pháp Cú, có dịp để chúng ta ôn nhắc lại những cái lời vàng ngọc mà Đức Thế Tôn đã dạy. Nếu chúng ta biết cách suy nghĩ thì chúng ta có lợi cho hàng xuất gia và cũng có lợi cho hàng tại gia. Chỉ vì có những cái bài kinh mở trong Duy Sự đang đề cập đến cái câu chuyện của một người tại gia cư sĩ, nhưng mà bài kinh đó, bài kệ đó Đức Phật đã thuyết, nếu mà chúng ta cứ nghĩ là thuyết cho người tại gia cư sĩ thì vị xuất gia không có cần thực hành, thì cái điều này chúng ta cũng sai lầm. Vì những cái thiện pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết, những cái thiện pháp đó nó đều đưa đến cái sự an lạc cho chúng ta cả. Cho nên chúng ta cần phải học hỏi từ cái đó. Kết thúc cái bài giảng cho cái câu kệ Pháp Cú số 24 hôm nay. Và bây giờ thì thấy ở trung rung có Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Hấp Tân, và xin cung thỉnh và Thượng Giác Đẳng Quan Hỷ điều hợp cho cái phần thảo luận với bài kệ hôm nay, hoặc là xin thỉnh và Thượng chia sẻ thêm trước khi thỉnh chư tăng thảo luận. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng Hòa Thượng Thầy Sư với Pháp thời hôm nay. Bài Pháp mang lại nhiều cái lời lạc cho quý Phật tử. Và trước khi Hòa Thượng đi nghỉ, xin hỏi Hòa Thượng hai câu thôi. Rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ, và còn lại thì Sư Đệ và Chư Tăng sẽ chia sẻ với nhau với quý Phật tử. Hòa Thượng Thầy Sư là khi mà chúng ta đề cập bài kệ này thì rõ ràng là qua kinh văn và cũng như qua bài giảng của Hòa Thượng đó, chúng ta thấy có nhiều cái chi pháp. Nhưng mà Hòa Thượng có nghĩ rằng tất cả chi pháp đó đó, nó đều nằm ở trong một cái ý nghĩa chung mà chúng ta gọi là chúng ta gọi là không phóng dật, không dễ vui, có phải như vậy không? Tại vì thật ra bài kệ này nằm ở trong phẩm không dễ vui. Và khi mà mình nói không dễ vui và mình sống với những pháp này là một cách thể hiện cụ thể pháp trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, khi nãy chúng tôi đã có trình bày trong cái phần cuối, chúng tôi nói rằng là trong sáu cái pháp đầu nó để thể hiện được cái đức tính không dễ vui. Không dễ vui có nghĩa là một người siêng năng, một người có cái sở hành thanh tịnh, một người có cái hành động biết cân nhắc, một người có cái sự kềm chế, một người sống người đối bạn đúng pháp. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài nói đến Appamá
Apamattassa yatso phiwathati. Danh vọng của người không dễ vui sẽ được tăng trưởng. Makkhusaka thì như thế nào được người không dễ vui? Ngài nói rõ lộ thanawato setimato suchikamassa nisamakarino sanyatasacha thamachivino. Rõ ràng là ở đây đó, là nằm ở trong bảy pháp, nhưng mà thực ra sáu pháp đầu là nó được bao gồm được hàm xúc ở trong cái pháp không dĩ vui apamatta cả. Thì đó là cái câu trả lời chúng tôi cho cái câu hỏi của hòa thượng như vậy. Nam mô Thầy. Sa thú kính trân hòa thượng. Bên hòa thượng xin hỏi hòa thượng một điều ở đây, đó là hôm nay chúng ta nghe một cái duyên sự rất là thú vị. Đó là một câu chuyện của một thanh niên, và trong cái quãng đời niên thiếu đã lập nghiệp và có những điều rất là đáng khoan hỷ. Nhưng mà từ đó thì Đức Phật Ngài đã dạy về cái pháp mà chúng ta được nghe trong kinh Pháp Cú. Và từ pháp này thì hòa thượng cũng giảng luôn là những điều Đức Phật dạy áp dụng cho cả người xuất gia cũng như là người cư sĩ. Thì pháp á, thì mặc dù khi mà chúng ta nói đến Phật pháp, và đôi khi chúng ta nói đến một cái duyên sự đặc biệt, đôi khi chúng ta nói đến cho một cá nhân nào đó, mà mình có thể đem điều đó đem áp dụng một cách linh động cho cả hai giới xuất gia và tại gia, cho cái trường hợp xuất thế cũng như nhập thế, cho nhiều cái sự kiện khác nhau, thì hòa thượng có cảm nhận gì về điều này? Xin kính thỉnh hòa thượng quan hệ trở lại. Dạ. Yeah. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thiện pháp thì đã gọi là thiện pháp, thì người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ nếu còn đang ở trong cái tình trạng là phàm phu hữu học, cần phải an trú trong thiện pháp, thực hành thiện pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng là pháp đó mình có thể thực hành được, nhưng mà phải bằng cái sự khéo tác ý. Thí dụ như Đỗ Tha Ná là siêng năng, thì bây giờ đối với người tại gia cư sĩ đó, thì chúng ta biết rằng là khi Đức Phật Ngài thuyết về thanh niên công pháp khô sắc cá, thì sự siêng năng ở đây tức là không có ỷ lại vào tài sản của cha mẹ, mà phải đi làm thuê làm mướn, cũng phải thức khuya dậy sớm và siêng năng làm cái công việc làm thuê làm mướn của mình. Chúng ta phải hiểu theo cách đó, hay là chúng ta hiểu theo cái bài kinh Đi Khách Chánh Núng mà Đức Phật Ngài dạy, người cư sĩ có lỡ trong hiện tại hay là gọi là cần mãn túc. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài dịch là cần mãn túc, tức là có cái sự đầy đủ, cái đức đầy đủ, cái đức tính siêng năng cần cù. Nhưng mà chữ Uthana đó mà chúng ta áp dụng cho bậc xuất gia đó, thì như cái bài kệ kế tiếp mà chúng ta sẽ học nay mai đó, bài kệ số 5 trong cái phẩm này, thì Uthane đó Pamadina Sanyamena Chá Damena Chá
Dipankajira Vithavi Kirati. Nỗ lực không phóng dật, tự chế và điều phục bậc trí si hải đảo, nước lực khó ngập tràn. Thì rõ ràng là ở đây đó, khi Ngài đề cập đến cái câu chuyện của một vị tỳ kheo chú Lâm Panthaka, nhờ cái sự nỗ lực Uthana vân vân và đắc quả A-la-hán, thì như vậy cái chi pháp của Uthana đó, thì chúng ta phải hiểu cái cách là đó là cái sự siêng năng tinh tấn trong cái việc mà thiền định, chứ không phải là siêng năng trong nghề nghiệp. Chúng ta hiểu cách đó cũng như cái chữ Satima, Satimato, người cư sĩ như Công Pháp Khô Sắc Cá, thì làm gì lúc đó mà chúng ta gọi là có chánh niệm? Chúng ta dùng cái chữ có chánh niệm thì như vậy nó không phải là sai, nhưng mà đặt không đúng chỗ. Chúng ta có thể dịch ở đây là đối với người có sự tỉnh táo hay là có sự ý thức, rõ ràng có sự bình tĩnh. Còn đối với bậc xuất gia thì cái này mới gọi là chánh niệm, gọi là có chánh niệm, có chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nào đi ngồi, vân vân, phải tùy. Cũng như chữ xuất chi cầm má, là đối với người tại gia cư sĩ thì chỗ này chúng ta gọi là nghề nghiệp thanh, nghề nghiệp trong sạch, hay là cái việc làm trong sạch, nghề nghiệp lương thiện, đi làm thuê là mướn sống thôi. Nhưng mà đối với vị xuất gia thì chữ chú cầm má ở đây đó là cái sự thanh tịnh rồi thân hành, khẩu hành, ý hành, do vị đó sống phản tỉnh. Rồi như hành động cân nhắc, cái này chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà thanh niên Công Pháp Khô Sắc Cá, thì chúng ta biết rõ cái sự cân nhắc, cái hành động cân nhắc của chàng thanh niên này là gì. Anh ta suy nghĩ rằng khi nào mà đã vắng quê hương 12 năm, lúc đi, lúc trốn đi thì ta còn nhỏ dạng, dân làng họ không nhận ra. Nếu mà bây giờ ta ngang nhiên mà đào lên cái kho tàng, cái gia sản của cha mẹ thì người ta không tin, mà người ta có thể vu cáo là một tên trộm. Như vậy rất là phiền phức. Cho nên ta phải trước là phải đi kiếm sống để che đậy thân phận, chừng nào đúng thời thì mới tiết lộ cái thân phận. Như vậy là anh ta hành động có sự cân nhắc. Thì chúng ta hiểu theo cái cách Dissamakkari là cái sự cân nhắc của một cái vị xuất gia, một vị tỳ kheo. Khi đi đến ở chỗ nào cũng phải có sự cân nhắc cái chỗ đó là gochara hay là agochara, là hành xứ hay là phi hành xứ, chỗ nên đi hay là chỗ không nên đi, hãy cân nhắc. Còn như trường hợp này cũng là một việc cân nhắc. Có một vị tỳ kheo hành đầu đà, ăn một chỗ ngồi buổi sáng sớm sau khi khất thực, ăn xong vị đó đi ở nơi khác, sẵn tiện dịp ghé qua cái ngôi chùa
thăm vị sư bạn, vị tỳ kheo bạn. Thì vị trong khi ghé qua vị sư bạn đang đi khất thực và chờ đợi chút, thì vị tỳ kheo, vị sư bạn đó trở về. Khi mà về tới, vị đó sắp phục thực ra và mời cái vị tỳ kheo đầu đà này đó ăn. Nhưng mà vị tỳ kheo bạn thì không biết vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo khách tăng là vị đầu đà vui. Mặc dù giờ đó là giờ ăn của các vị tỳ kheo, nhưng mà vị tỳ kheo đầu đà đó ăn một ngày chỉ ăn một chỗ ngồi, tức là đứng dậy thì không phải ngồi lại mà ăn nữa. Nhưng mà vị tỳ kheo nó mới suy nghĩ, nếu mà ta từ chối, lấy lý do gì từ chối không ăn đi, nếu mà ta nói rằng là ta hành đầu đà ăn một chỗ ngồi đã ăn xong rồi thì không ăn nữa, khiến cho bạn của ta sẽ có cái sự ngại ngùng, ngượng ngùng, và làm như vậy giống như ta khoe cái phẩm hạnh gì, khoe pháp. Ta đi suy tư, liền nghĩ rằng cứ thấy mọi việc nó bình thường, rồi khi trở về trú xứ phát nguyện lại. Cho nên vị tỳ kheo này phá cái pháp đầu đà đi, nghĩa là ngồi ăn bình thường, ngồi ăn chung với cái vị sư bạn của mình một cách bình thường, cho đến khi mà vị đó từ giã ra về, vị sư bạn cũng không biết rằng bạn của mình là một vị tỳ kheo đầu đà, chưa biết. Thì cái đó cũng là một cái hành động có cân nhắc, có cân nhắc. Vì ở trong cuộc sống này chúng ta không có cái cân nhắc về hành vi, không nhắc, không có cái sai lầm. Mà có đôi khi đó mình vô tình mình làm cho người khác khó chịu, cho nên làm việc gì cũng phải có sự cân nhắc. Thì cái sự cân nhắc đó, nó vừa là pháp của người tại gia cư sĩ, mà cũng vừa là pháp của người xuất gia. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong 7 cái pháp của bài kệ ngày hôm nay đó, thì chúng ta chẳng những 7 pháp của bài kệ ngày hôm nay mà luôn cả những cái pháp khác trong những bài kệ khác mà Đức Phật hành thuyết, thì vị tỳ kheo, vị xuất gia vẫn có thể áp dụng thực hành theo cái lĩnh vực của mình được. Cũng như có những người Phật tử họ nói tại sao mà ngài thuyết những cái bài kinh đó, cái bài kinh Đức Phật ngài thuyết này, các tỳ kheo có năm, có ba pháp này, có bốn pháp này, ngài Đức Phật ngài đang thuyết cho những vị tỳ kheo, thì người cư sĩ chúng con làm sao mà thực hành theo được? Cái chúng tôi mới cười, chúng tôi nói đương nhiên ở trong cái ngữ cảnh đó là Đức Phật ngài thuyết cho các vị tỳ kheo, nhưng mà những cái pháp đó quý vị xét lại xem, người tại gia cư sĩ thực hành vẫn được thôi, vẫn được thôi. Thực này các tỳ kheo có ba phước nghiệp sự, phước nhất do bố thí, phước nghiệp sự do trì giới, phước nghiệp sự do tu tiến. Đà ma gia phu nhất kri vô thú hay si la ma gia phu nhất kri vô thú hoặc là sa vana si la sa vana ma gia si phu nhất kri vô thú. Chẳng lẽ là Đức Phật ngài thuyết ba phước nghiệp sự đó, người cư sĩ chúng ta bỏ cái pháp bố thí trì giới tu tiến sao? Cho nên chúng ta phải hiểu, tùy Đức Phật ngài thuyết cho ai không biết, nhưng mà cái pháp đó là cái pháp ngoại trường tăng luật. Điều luật nào cho tỳ kheo thì của tỳ kheo, ngài cấm chế điều luật nào cho tỳ kheo đi là của tỳ kheo đi. Nó không liên quan đến người cư sĩ thì người cư sĩ không cần biết cái luật đó thôi, cái điều giới đó thôi. Nhưng mà những cái pháp ở trong kinh tạng, ở trong thánh pháp thì
pháp đó, người cư sĩ tại gia cũng như người xuất gia đều thực hành được cả. Thì đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Giáo Đẳng như vậy. Nam mô Phật Thầy. Chân Hòa Thượng Thầy Sư với câu trả lời vừa rồi. Hôm nay rất là hoan hỷ là nghe bài pháp, thì ý nghĩa bài pháp rất là hoan hỷ, và cũng thấy được sức khỏe của Hòa Thượng Thầy Sư khỏe thì cũng hoan hỷ nữa. Bây giờ Thầy thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Và thật ra ở đây thì Chư Tăng đang bắt đầu làm lễ đó. Hôm nay có khóa lễ đặc biệt cầu siêu, nên Chư xin được kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Quyền và Thượng Tọa Pháp Tân hoan hỷ giúp cho phần còn lại. Và trước khi đi thì xin được có một câu hỏi với Thượng Tọa Pháp Tân, đó là Bhuvimi Sarat nghe giọng nói của thanh niên Khosaka đó, thì Bhuvimi Sarat đã nhận ra rằng đây là một người không phải bình thường, bởi vì nghe cái giọng nói tuy là một người đốc công, một người điều hành công việc, một người thuộc giới quý tộc, thì Pháp Tân có hoan hỷ cho biết rằng người ta thường nói là xem tướng thì biết cái con người, nhưng mà nghe giọng nói thì biết con người. Và điều này nó có biểu hiện cái gì thuộc liên quan đến cái phước tướng không, hay phước báo không? Hãy xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Hợp Tân. Và sau đó thì kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền và Chư Tăng Hoàng Hỷ giúp điều hợp cho phần còn lại. Kính thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tệ Siêu Hành, Đức Tệ Tri, Đức Tệ Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thương chào quý thiện nam tín nữ. Cái câu chuyện liên quan kệ ngôn pháp cú hôm nay này, được biết đó là được vua Bhuvimisara biết được cái nghe được cái âm thanh của người thanh niên này do rằng là trước đây là con của một trưởng giả, thời gian để thất thoát gia đình ly tán, cho nên là cậu thanh niên là rất là cần mẫn trong công việc, cho nên mặc dù là rời xứ đi đấy để làm một cái việc dẫn đầu công cho người ta, nhưng mà khi mà phát ra nói những cái tiếng, có cái tiếng mà Đức Vua nghe nhận biết là cái người này không phải là người bình thường, bởi vì âm thanh sắc tướng thì nó có thể thể hiện lên một cái người điển hình. Như là chúng ta biết rằng nè, sự thật ra tâm của chúng ta nó liên quan tới tướng, liên quan tới tướng, tâm nó hiện lên tướng. Ở đây đó thì như mình biết đó là nhân vô thập toàn, tức là có những cái tướng chúng ta được tốt đẹp, nhưng mà có cái tướng chúng ta bị xấu, nhưng mà có những cái tướng ẩn nè, cái tướng tốt ẩn hay còn là cái tướng xấu ẩn, thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái phước duyên của mỗi người. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là giống như Đức Phật ấy, thì Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì để nói rằng là Ngài là một bậc phước trí sâu toàn, đầy đủ, cho nên là Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn thì như chúng ta biết rằng có những người có những cái phước tướng rất là trang trọng, nhìn vô là biết người đó họ sang. Nhưng mà nhiều khi mình thấy cái tướng sang của họ, nhưng mà họ lại có một cái tướng ẩn nào đó nó không tốt,
nhưng mà cũng không có, họ cũng không phải là người sang được. Ngược lại đó thì có những người tướng tuy thấy nó bần hèn, nhưng mà rốt cuộc lại họ là có cuộc sống nó sang. Thì ở đây đó là chúng ta cũng biết là nó có những cái tướng tốt nó ẩn, hay hoặc là có những cái tướng xấu nó ẩn, nhưng mà thường đó là được bộc lộ hay được cái ở bên ngoài. Điều này nói rằng là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là thiên về cái câu tướng, không phải, nhưng mà cái tướng nó liên quan đến cái tâm của chúng ta, là cái tâm này đó nó được thể hiện lên cái phước của mỗi người. Khi mà người có đức có phước á, thì rõ ràng là nó được thể hiện lên cái sắc tướng của người đó. Thí dụ như là một ông vua đó, ông làm vua đó, thì dĩ nhiên ông có cái tướng của cái người làm vua. Hay là cái người giàu á, thì sang trọng á, thì họ lại có cái phước của cái người sang trọng. Cho nên người xưa họ mới nói là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt đó. Tức là tâm và tướng nó liên quan. Khi mà tướng là do tâm sanh, cái tâm tốt thì nó sẽ hiện lên cái tướng tốt, nhưng mà cái tâm xấu thì thể hiện lên cái tướng nó xấu. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có cái tướng xấu nhưng mà tâm chúng ta tốt, nó có thể thay đổi, nó có thể thay đổi trở thành cái tướng tốt được. Ví dụ như là chúng tôi nghe kể là ông Khương Trường Sơn xưa kia đó, ông Khương Trường Sơn mà chúng ta nghe trong cái câu chuyện mà câu chuyện mà thắt chân của Trung Hoa đó, thì ông ta có cái tướng gọi là cái tướng mà nó hai cái chỉ mà nó bao xung quanh cái miệng của ông, tức là ở trên mép trên đó, ở cái nhân trung mà đi xuống đó, hai bên, thì chúng ta biết rằng cái tướng đó là nếu như mà người ta xem tướng thì cái tướng đó nó trở thành một cái có một điều đó là cái tướng đói, cái tướng mà thiếu ăn, cái tướng mà thiếu trước phục sau. Nhưng mà do rằng ông có tu là tu của Trung Hoa, tu như là một cái người đạo gia tiên giáo lão giáo vậy đó, người đạo gia của Trung Hoa đó, thì dĩ nhiên khi mà họ có tu đó thì nó biến trở thành cái tướng gọi là lưỡng long trân châu, có nghĩa là cái tướng của cái người mà dư ăn dư để. Thì chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta biết rằng cái tướng nó ảnh hưởng từ ở cái tâm của mình. Tuy nhiên là nói đến nhân quả đó, thì cái nhân quả đó thì chúng ta biết rằng nó có quá khứ rồi hiện tại và vị lai. Cho nên là bây giờ chúng ta có xấu hay là có tốt gì đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp của chúng ta trong quá khứ, bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là một cái người tu tập đối trong Phật giáo, chúng ta cũng không phải thiên về cái tướng đức hoàn toàn. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta biết tích đức, chúng ta biết tạo những cái thiện sự ở trong đời sống, thì chúng ta có được những cái phước rất là lớn, cái phước rất là lớn trong cái đời sống tu hành cũng vậy. Khi mà mình biết rằng ngay cả cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình biết tu rồi, thì cái tư duy của mình cũng phải là tư duy gọi là chánh tư duy. Ví dụ như nghĩ đến dục tham, nghĩ đến cái sân hận, rồi nghĩ đến cái sự não hại quan trái đó, thì cái đó là cái tư duy, đó là tư duy bất thiện.
hay là tư duy, gọi là tà tư duy. Nhưng khi mà mình tập cho cái tâm của mình, mình có cái chánh tư duy, tức là cái ý nghiệp của mình nó tốt, cái ý nghiệp của mình nó tốt, mình có đừng có cái suy nghĩ tư duy ở trong cái tham dục, tư duy ở trong cái sân hận, hay là tư duy trong cái sự não hại. Thì khi mà mình có những cái tư duy chân chánh như vậy đó, gọi là chánh tư duy. Từ cái nghĩ, cái chánh tư duy đó đó, thì cái hành động hoặc là cái việc làm, cái lời nói của mình nó cũng thể chuyển hóa. Nó có thể chuyển hóa. Bây giờ mình không làm việc ác, nhưng mà ngược lại thì mình làm việc thiện thôi. Từ là bố thí, hay là mình rồi, hoặc là mình mượn cái thân này để mà mình tu tập tu tiến, chẳng hạn là như vậy. Thì cái đó, đó là mình có cái thân nghiệp thiện, thân nghiệp thiện. Rồi cái lời nói của mình cũng vậy. Khi mà mình nói những lời tốt đẹp, nói những lời chân thật, nói những lời chân chánh, nói những lời mà nó không gây tổn hại hay tổn thương bất cứ một sinh loại nào, hoặc là chúng ta nói bằng với cái tâm từ, thì có lẽ là mang đến sự an lạc cho người khác rất là nhiều. Như vậy thì ở đây đó, khi mà nói đến cái lời nói cũng vậy, cái khẩu nghiệp cũng vậy. Mình không nói những lời thô ác, nhưng ngược lại là mình nói những lời hiền thiện, mình nói những lời chân thật, hay là mình nói phát xuất từ ở cái tính. Tôi nghĩ rằng đó cũng là cái sự chuyển hóa ở trong đời sống, chuyển hóa trong đời sống. Tu trong Phật giáo đó là mình chuyển hóa, tu là sửa mà, sửa cái lời nói, sửa cái hành động, và sửa cái tư duy của mình, hay là cái suy nghĩ của mình. Thì khi mà mình có sửa như vậy, thì mới trở thành là cái người hiền, cái người thiện, hay là trở thành một bậc thánh được, trở thành một bậc thánh được. Bởi vì vậy cho nên là trong cái cuộc đời này đó, nếu một người mà biết tu á, thì người ta thí dụ như mình có tu á, thì tự động có những cái phước nhất định nha. Tự động mình có cái phước nhất định. Còn nếu mà mình không biết tu á, thì bởi vì khi mà người ta coi bói hay là coi tướng gì đó, người ta dự đoán, chúng ta cũng biết đó, Phật không có cái đoán tương lai, Phật không có cái cách giáo hóa ở tương lai, mà tức là tiên tri, không có cái tiên tri, và Đức Phật cũng không có cái giáo hóa là biến hiện thần thông, mà Đức Phật chỉ là có dùng một cách duy nhất, đó là gọi là thuyết pháp giáo hóa. Cho nên Đức Phật này nói rằng là ngay cả cái biến hiện thần thông thì đến một lúc nào đó mà thần thông thì người ta cũng không đến với Phật pháp này nữa, người ta cũng không hướng thiện được. Hoặc là mình đoán về tương lai hay tiên tri về việc này việc nọ, mặc dù là tri quá khứ, tri vị lai như thế này thế nọ, mình đoán ra thì chính xác đó, nhưng mà rồi đến khi mà mình hết đoán những điều đó đó, thì người ta cũng không còn trở về những cái điều hướng thiện nữa. Chỉ có cách là Đức Phật Ngài nói là trong ba cái cách giáo hóa đó, thì Ngài chỉ có dùng thuyết pháp giáo hóa. Và điều đó được nói đến 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Ngài đây đó ở trên toàn cõi Ấn Độ để Ngài thuyết pháp, rồi Ngài độ đời, Ngài thuyết pháp từ quan quân cho đến những người thương buôn, cho đến những thứ dân bình thường đó, thì Ngài đều tiếp độ hết. Nếu người nào có duyên thì Đức Phật Ngài tiếp độ. Cho nên ở đây đó là cái đối với Phật pháp đó, thì Phật dạy cho mình tu để chuyển hóa, chứ không phải là dạy cho mình một cái điều gì để mà mình cầu sinh, mà Đức Phật dạy cho mình tu để chuyển hóa. Chuyển hóa từ một cái người mà không tốt, không thiện, hiền thiện, hung dữ đó, thì trở thành một cái người hiền thiện, hiền thiện. Từ một cái người phàm phu đó, thì trở thành một thành thánh, thành Phật, là như vậy.
giáo pháp là ở hiện tại cũng như là ở trong tương lai, và đặc biệt là tối thượng, tối thượng. Cho nên rằng là nhờ cái sự mà tinh cần đó, nhờ cái sự mà không dễ vui đó, mà chúng ta nãy nghe hòa thượng Tỳ Siêu giảng đó, đó là appamado, tức là không có dễ vui, và ngược lại là bamado, tức là sự dễ vui, sự lơ đễnh, sự chẩn mãn ở trong cái phận sự của mình. Ngay cả cái người tu cũng vậy, khi mà mình chẩn mãn thì mình không có cái sự tiến bộ sa sút. Cũng như vậy thì cái người đời cũng vậy, khi mà họ chờ họ thì họ không thể nào có được cái sự thành công. Chẳng hạn như một cậu thanh niên nhờ cái sự chuyên cần đó, nhờ cái sự không dễ vui đó mà cậu ta được nhận lại cái tài sản, mà sau này trở thành một cái người giàu có ở trong xã hội là như vậy. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng. Bây giờ đó thì không biết là Thượng Tọa Tự Quyền có mặt trước máy không ạ? Dạ, Thượng Tọa Tự Quyền ạ. Dạ, thấy hình như là Thượng Tọa Tự Quyền đã đưa tài. Có mặt. Dạ. Kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền chia sẻ trong cái ý nghĩa là không có sự dễ vui đó. Như thế nào là dễ vui, không dễ vui, lại mang đến cái sự lợi lạc lớn ở trong cái đời sống tu hành của một cái người tu. Kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền chia sẻ trong cái thời gian còn lại. Kính thỉnh. Dạ, kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tân. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng đó là một cái, nếu như chúng ta dễ vui đó là chịu phần tai hại, mà chúng ta không dễ vui thì một pháp, bởi vì khi chúng ta biết dễ vui tức là bất thiện khởi sanh, bởi vì ở đó chính là si phóng dật và tâm si nó ngự trị, chính điều khiển tham và sân, và đa phần tức là tham, thì đó là chúng ta chịu phần tai hại. Hãy mà tham nó khởi sinh lên thì bảo chỉ dễ chúng ta phải thích mến thương, mong muốn điều này mong muốn điều nọ, hay nhớ tưởng những cái việc vui, những cái việc gì đã qua, và từ đó chúng ta mới có sân tầm, dục tầm, hại tầm, vân vân, nó khởi sanh lên. Chúng ta dễ vui, từ cái chỗ dễ vui chúng ta phóng dật đó, thì xem như chúng ta không tự làm chủ cái bản thân của mình, cho nên chúng ta dễ bốc đồng, dễ có thể bực bội, dễ có thể khó chịu với mọi tình huống. Mà nhiều khi làm rồi hối hận, nói rồi hối hận, làm rồi hối hận, thì đây cũng chính là do chúng ta không có có kiểm soát được, tức là do phóng dật nó đã ngự trị, thì tâm chúng ta mới sân hận, chúng ta mới ganh ghét, chúng ta mới oán hận. Cho nên phải nói rằng nếu như mà cũng như khi mà tu thiền quán, khi chúng ta khởi sanh lên phóng dật thì chúng ta biết đây là bất thiện, thì bất thiện đưa đến đau khổ, chúng ta đã rời xa cái chánh niệm, hay chúng ta đã rời xa cái đề mục, quay về với cái đề mục của mình, tức là niệm về hơi thở, hay niệm về thọ, niệm về tâm, niệm về pháp, vân vân. Thì phải nói rằng cái sự tu tập nó đặt trọng rất là nhiều cái trọng tâm ở trong cái sự không dễ vui và sự dễ vui này. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta học hiểu Phật Pháp, hay chúng ta nghe nhiều giảng nhiều nó phải là vững vàng đâu, chưa chắc. Bởi vì khi mà nếu như không nuôi dưỡng, không nuôi dưỡng, không khéo phòng hộ, không khéo
và chúng ta ngăn ngừa thì chắc chắn rằng chuyện gì nó cũng có thể khởi sanh lên được. Và nó chưa nói nữa, tức là có thể nói rằng là cái nghiệp ở trong quá khứ của chúng ta nó nhiều lắm và nó lớn lắm, thì có thể nó chi phối toàn phần những gì mà chúng ta hiện hữu tại nơi đây. Mình nghĩ mình không nghĩ người đó không thể nào mà làm như vậy nhưng lại làm. Mình nghĩ người đó không thể nào bị như vậy nhưng lại bị. Người đó là người tu thì cũng không phải là một chuyện lạ, bởi vì tâm phóng dật đã xuất hiện. Và trước nhất là cái nghiệp ở trong quá khứ nó dẫn chúng ta, và khi chúng ta bực lên thì có nhiều người phải nói là khủng khiếp. Và kính thưa quý vị, chính tự bản thân chúng tôi đó, chúng tôi cũng có tự thấy có nhiều khi mình sân, có nhiều khi mình bực bội mà mình cảm thấy là ủa tại sao kỳ như vậy, tại sao mà mình tu mà mình lại sân như vậy, mình tu là khi mà mình nói như vậy hơi quá đáng. Thì chúng tôi cũng hối hận. Ở đây chúng tôi nói bằng cái tâm thật với chính mình, chúng nói ai. Rồi có đôi khi đó mình bị người ta nói như thế này, bị người ta nói như thế kia, mình kham nhẫn, mình kham nhẫn, thật là kham nhẫn. Lúc có những lúc tu, nhưng những lúc mà quý vị quên đi, cái tự nhiên nó bực một cái là quý vị biết bao nhiêu cái bực cái mình hú ra. Nhưng điều sự thật ra lúc đó đó cũng may mắn á, là khi mà nổ một hồi á, thì nó phát hiện không được thì lúc đó thì nó chặn lại, thì nó cũng may mắn là như thế. Chứ còn nếu như phải nói rằng chính nếu như tâm tự từ một con người mà hiểu biết á, chứ phải đừng có để nghĩ rằng mà tu lâu lên sư cũ, có người tu lâu có nghĩa là chắc mình không có bị cái đó, không bị cái tham, bị cái sân, bị cái si. Cái điều đó chúng tôi chỉ nói với tự thân thôi, chứ còn không dám bình phẩm về cái người khác. Bởi vì chúng ta, nhưng phải nói rất là khó. Mà nếu chúng ta không muốn tâm chúng ta không sân, mà chúng ta muốn cái thiện tâm chúng ta khởi lên, muốn từ tâm của chúng ta khởi lên, hay là để chúng ta ly dục một phần, thì chúng ta phải tu quán. Tu quán bất tịnh để đoạn trừ cái tham dục, tu quán về vô thường để chúng ta đoạn trừ cái mà chúng ta cho rằng nó tốt, nó đẹp, nó hay. Rồi chúng ta tu tập từ tâm, chúng ta mới đoạn trừ cái sân. Chứ chúng ta nói nghĩ không được, đừng sân hận. Mong rằng tâm mình hãy luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với tự tâm, không nói với sân tâm. Kính thưa chúng ta nói mà chúng ta không làm. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói lên cái từ bực bội mà chúng ta biết chúng ta đã quá sai rồi, đã quá sân rồi, thì lúc đó chúng ta đã ý niệm được tu tập đó. Mà chính chúng tôi đã từng thấy như vậy và cũng từng buồn mình cho mình như vậy. Chúng ta biết được chúng ta sân là nó sai, là nó là một mô Phật rồi, là xa thú rồi. Chứ còn nhiều người sân mà cho rằng tôi không sai. Tại sao mà nói sai tôi như vậy? Tại sao mà nói xấu tôi như vậy? Tại sao đặt điều đặt chuyện tôi như vậy? Mà tại sao? Mà khi mình nói trong một cái sự bực bội, trong sự khó chịu, không bằng một cái tâm từ bi, không bằng một cái tâm nhẹ nhàng, không bằng một cái tâm thật của mình. Nói như vậy đó, chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái điều đúng mà bị người ta nói sai, hay cái điều sai mà người ta nói đúng, hay là trong cái sự vô tình nhiều khi chưa rõ, bực bội khó chịu, mà chúng ta nhớ rất là dễ khi quý vị đang có một cái bực bội khó chịu gì á, thì chúng ta dễ phát cáo. Và đây cũng chính là cái điều mà chúng ta tu tập, khi chúng ta người ta phát cáo với mình biết bình tĩnh. Mình hiểu được, mình chính mình nghiệm được tự mình, thì ra họ chắc cũng cái tâm của họ, họ đang bị dao động, tâm họ bị cái chấp thủ đó mà họ chưa có thể gỡ được. Thì đứng trên cái nhìn tu tập á, đó, đúng đó, chúng tôi đang ví dụ một trong hoàn cảnh thực tế luôn,
thì chúng ta sẽ chuyển hóa được cho mình là người. Thì tại sao chúng ta không biết kham nhẫn khi người ta chửi mình? Tại sao chúng ta biết kham nhẫn khi người ta nói không đúng về mình, vân vân? Hay là mình tự nghiệm lại thì thôi, cứ như là cái duyên mình không có với người thì người ta sẽ nghĩ xấu về mình, sẽ nói xấu về mình, người ta sẽ không thích mình. Còn ngược lại, tại sao mình có thuận duyên với nhau thì dầu nói cách nào người ta cũng cảm và hiểu, nói cách nó có sai thì người ta cũng cảm thông, mà nói đúng thì người ta rất là vui, rất là mừng. Thì khi chúng ta như thế, để tâm của chúng ta không có dễ vui, tâm của chúng ta không có bị phóng dật nó ngự trị. Sự ta ra cái sự dễ vui ở đây chính là quên mình. Một quên mình thì chúng ta mới buông thả. Buông thả cho nên tâm sân tầm, dục tầm hay là sân tầm nó mới khởi lên. Chúng ta không đi tìm nó vốn đã ngự, đó đã ngự trong, tức là cái phiền não đó ngủ ngầm ở trong tâm ta rồi. Vì những cái đó là những cái pháp cái mà sân tầm hại tầm, hoặc dục cái sân độc cái, nó ngăn, nó che và nó đã sẵn sàng trong cái tấm thân của mỗi con người. Vũ khí về binh lý khí miệng lưỡi, vũ khí về tay chân, vũ khí về tâm tư của chúng ta là độc dược không. Cho nên nếu như chúng ta phun độc, chúng ta rải độc hay chúng ta nghĩ độc, thì tự chúng ta, trước nhất là chúng ta bị độc đó. Chính là cái tâm của chúng ta không có, nó có cái sự kiểm soát, không có thể tự mà kiềm chế với mình. Và chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ nếu như mà chúng ta dễ vui là chịu phần tai hại, rất là tai hại. Và nếu như không dễ vui thì là một pháp được nhiều cái tác dụng, cái tốt đẹp mà ở trong bài kinh Trường Bộ dạy một pháp có nhiều tác dụng, tức là bất khinh xuất đối với các thiện pháp đó là pháp có nhiều tác dụng, hay là không dễ vui trong các thiện pháp đó là pháp có nhiều tác dụng, là như vậy. Và nó nhiều điều tốt đẹp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin trả lời câu thảo luận của thượng tọa Pháp Thân đã vừa hỏi sau cùng, cũng là kết thúc chương trình sinh hoạt của lớp Phật Pháp của Thầy Má. Ai xin kính đảnh lễ đến chư tăng và cảm tạ quý ngài, và cảm ơn quý vị ốp MC đã tạo những phần hành cho lớp học được thành tựu viên mãn. Và kính đảnh lễ quý ngài và kính chúc toàn thể quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Và tiếp tục chương trình, mời MC để kinh và hoàn thành chương trình ngày hôm nay. Tăng ca dạ. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Thân đã từ bi điên huyết cho quý ngài và chót. Dạ, con kia ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp. Xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe.